Sư, con đang thực hành rải tâm từ cho chính bản thân con, nhưng con vẫn chưa nhận ra được trạng thái của tâm từ. Như vậy, con vẫn tiếp tục rải tâm từ cho chính con trong suốt một thời thiền cho đến khi thuần thục. Con mới rải cho chúng sanh khác đúng không sư, hay là trong một thời thiền con phải rải cho chính con và cho chúng sanh khác nữa? Ông sư thì vị trí dạy cho con trạng thái tâm từ là như thế nào? Cái việc mà chúng ta rải tâm từ cho chính mình nó chỉ là một cái bước chuẩn bị thôi, và cái chuẩn bị đó đó nó chưa có đủ. Sau đó, sau khi chuẩn bị xong, ngắn thôi chứ không có nhiều nha, chuẩn bị ngắn thôi, chúng ta phải hướng tâm đến một đối tượng khác để chúng ta rải tâm từ. Mà chính bởi vì đó quý vị hiểu nhầm, cho nên là chỉ có rải tâm từ cho chính mình không thôi, thành ra là quý vị không có nắm được cái trạng thái tâm từ. Muốn nắm được trạng thái của tâm từ á thì phải rải cho đối tượng khác nha, phải rải cho đối tượng khác. Còn quý vị muốn biết được cái hình tướng của tâm từ như thế nào thì nó cũng giống như bây giờ quý vị muốn biết là cái ly sư đang uống nước như vậy nó có vị như thế nào. Phải tự uống thì mới biết được. Việc thực hành cũng vậy. Quý vị đó phải tự thực hành thì mới biết được cái trạng thái tâm từ như thế nào. Nó thuộc về cái thực chứng chứ nó không thuộc về lý luận. Đương nhiên sư nói thuộc về thực chứng ở đây, sư không mới dám nói là chứng thiền nha, nó chỉ đơn giản là cái kinh nghiệm nha, cái kinh nghiệm mình phải thực hành, mình phải trải nghiệm, chứ còn cái đó không có diễn tả được. Mà những vị có thực hành tâm từ á mà có hướng cái việc rải tâm từ đến chúng sanh khác thì các vị đó, sư tin là các vị đó cũng nắm được cái trạng thái tâm từ mà sư nói đến. Còn bản thân quý vị đó chẳng qua là hiểu lầm, cho nên là thay vì rải cho chúng sanh khác cứ chuẩn bị hoài, cứ rải cho bản thân mình hoài.